mình sẽ mang những cái toa xe lửa Thomas này về nhà xây dựng thành phố xe lửa thôi. Wow, những quả trứng khủng long trường sinh của ta thiệt là đẹp quá đi. Có nhiều màu sắc ghê chưa nè. Bây giờ ta sẽ lấy lá phủ lên để không ai biết được những quả trứng của ta ở đây. Tiếp tục phủ lá lên. Phủ lá lên. Đã cất giữ cẩn thận rồi. Bây giờ ta sẽ đi săn mồi kiếm cái gì đó ăn mới được. Wow, ức gà thơm cay này nhìn thiệt là ngon. Mà không biết ăn vô có cay không nữa. Mình xé ra mình ăn thử coi. Rồi xé ra nha. Wow, thơm quá ta. Bên trong này có những cái cây ức gà nè. Rất là ngon luôn. Rồi lấy ra ăn coi. À, nhâm 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 nhâm. Wow, ức gà thơm cay này. Có mùi gà mà còn cay nữa. Ngon thiệt, ngon thiệt. Đã về tới nhà rồi. Bây giờ mình cùng nhau xây dựng thành phố xe lửa nha. Mình sẽ để xe lửa Thomas lên trên đường ray nè. Ok, tiếp tục. Đây là toa chở than. Rồi, còn đây là toa hành khách. Wow, mình đã xây dựng xong thành phố xe lửa rồi. Bây giờ mình sẽ hoạt động xe lửa Thomas nha. Wow, chiếc xe lửa Thomas của mình chạy hay quá đi. Cuối cùng cũng đã hoạt động được rồi. Làm việc nãy giờ cũng đói bụng. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Đây là viên hồ lô siêu cay mà mình mới mua ở nhà Poly. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi. Ai, nhâm 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 nhâm. Wow, hồ lô này ngon quá đi. Nhưng mà cay quá. Cay quá, cay quá. Mình ăn đỡ trái banh này cho bớt cay mới được. Rồi xé trái banh này ra coi. Wow, trái banh này cũng thơm quá ta. Bên trong này có mứt dâu nè. Nhâm 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 nhâm. Wow, trái banh này ngon quá. Ăn vô cái hết cay liền luôn. Go go go. Mình mới chế tạo ra được những chiếc xe đua nè. Bây giờ mình sẽ hoạt động thử nha. Đây là xe tải quái vật tên lửa và xe tải quái vật nhện của mình. Bây giờ mình sẽ hoạt động thử. Wow, wow, chiếc xe này mạnh quá đi. Go go go. Xe của bạn chạy yếu xìu à. Nhìn xe tải quái vật cần cẩu của mình chạy nè. Xe của bạn nhìn cũng mạnh đó, nhưng mà bạn dám đua với mình không? Đua thì đua, có gì đâu mà sợ. Đây mới là chiếc xe mạnh nhất của mình. Còn chiếc xe mạnh nhất của mình ở đây nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ ăn những cái con mắt đèn giao thông này, rồi sau đó chúng ta sẽ đua thử nha. Xé con mắt đèn giao thông ra coi. Bên trong này có 3 màu sắc luôn. Nhâm 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 nhâm. Wow, con mắt đèn giao thông này ngon quá. Nhâm 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 nhâm. Con mắt đèn giao thông này dẻo quá ha. Xe mình là mạnh nhất. Bạn sẵn sàng chưa? Mình cũng đã sẵn sàng rồi. 3, 2, 1. Trời nóng quá đi. Ăn cây kem cho mát cái coi. Ăn xong rồi mình sẽ làm việc nha. Wow, cây kem của mình á nhìn đẹp quá. Thơm nữa. Nhâm 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 nhâm. Wow, kem bạc hà mát lạnh thơm ngon. Bây giờ mình cùng nhau làm việc thôi. Các bạn chạy nhanh dữ vậy. Cứu mình với, cứu mình với Rocky ơi. Mình bị kẹt trong đây rồi, đau quá đi. Xin lỗi Robbo nhiều nha. Bạn có cách nào kéo Jay ra giúp mình được không? Đợi mình một chút, mình đi mượn chiếc xe cần cẩu giải cứu Jay ra cho bạn. Everest ơi, mình cần bạn giúp đỡ. Bạn cho mình mượn chiếc xe cẩu cứu hộ của bạn đi. Được chứ, bạn cứ lấy đi. Nhưng mà có chuyện gì vậy hả Robbo? Những chiếc xe đua của Rocky và Jay đã tông trúng những chiếc xe công trình của mình. Bây giờ mình phải đi cứu hộ. Cảm ơn Everest nhiều nha. Thôi mình đi cứu hộ đây. Jay, bạn chịu đựng một tí nha. Để mình cẩu những chiếc xe ra rồi mới kéo bạn ra được. Ui da, đau quá, cái chân của mình nhức quá.
Bạn bị đau chân hả? Bây giờ phải làm sao đây? Rocky, mình có cách này nè. Bây giờ bạn hãy đi vô trong khu rừng khủng long, lấy một quả trứng khủng long về đây đi. Trứng khủng long hả? Lấy trứng khủng long về làm gì? Thì bạn lấy trứng khủng long về cho Jay ăn chứ làm gì? Ăn xong Jay sẽ hết đau chân ngay. Thì vậy sao? Để mình đi vô trong khu rừng khủng long kiếm thử. Jay đợi mình một chút nha. Sao đi vô trong khu rừng không có thấy một trứng khủng long nào hết vậy ta? Ở đây thật là kỳ lạ, sao có một bụi cây nằm ở giữa bãi đất trống vậy nè. Đâu, mình vô đây khám phá thử coi. Wow, nhiều lá cây quá ta. Ý, bên trong này có cái gì đây? Hình như đây là những quả trứng khủng long phải không? Đâu, mình lấy thử một quả ra coi. Wow, đây là quả trứng siêu nhân nhện, còn đây là quả trứng Pokemon. Mình sẽ lấy hai quả trứng này mang về cho chơi ăn nha. Hả? À, cái tên kia, sao người dám lấy những quả trứng của ta? Mau đứng lại! Trời ơi, mau tỉnh dậy đi, mình kiếm được quả trứng khủng long về cho bạn rồi nè. Mình có hai quả trứng khủng long luôn, bạn mau ăn đi. Ây da, đau quá, đâu để mình ăn thử coi. Có hai quả trứng luôn hả? Để mình mở quả trứng siêu nhân nhện ra ăn nha. Rồi, lấy quả trứng siêu nhân nhện ra coi, không biết bên trong này có cái gì đây. Wow, sô-cô-la nè. Còn bên đây có cái gì đây? Đâu, mở ra coi. Ý, bên đây có một cái ly. Rồi, bỏ cái ly qua bên đi. Mình sẽ lấy sô-cô-la ra mình ăn nha. Wow, sô-cô-la này ngon quá. Mới ăn cái sô-cô-la vô cái mình hết đau chân rồi. Quả trứng sô-cô-la này thiệt là hay. Cảm ơn Rocky nhiều nha. Các người to gan dám lấy trứng của ta ăn hả? Khủng long ơi, tha cho tụi mình đi. Mình không có biết trứng đó là của bạn. Các người đã ăn quả trứng của ta, bây giờ ta phải ăn thịt các người. Ôi không, mau chạy đi kiếm người giúp tôi nào. Để một tên chạy thoát rồi, thôi kệ, có hai tên cũng được. Anh Đờ Hút ơi, cứu tụi em với. Ồ, Rocky đó hả, có chuyện gì mà em gấp gáp quá vậy? Dạ anh ơi, hồi nãy em lỡ lấy những quả trứng khủng long để về chữa trị cho chơi. Bây giờ khủng long rất là giận dữ, đang phá hủy thành phố đó anh. Khủng long rất là mạnh, anh có cái nước ngọt bình ga này nè, em uống đi. Khi uống xong, những trang bị của em sẽ được nâng cấp. Wow, thiệt vậy luôn hả anh? Đâu để em coi thử coi. Đây là nước ngọt bình ga hương cam, còn đây là nước ngọt bình ga hương nho. Rồi, em sẽ uống thử cái nước ngọt bình ga hương nho này nha. Đúng rồi, sau khi uống xong, em sẽ trở thành một robot chiến binh vĩ đại. Dạ dạ, để em uống thử nha. Nhâm nhâm nhâm. Wow, ngon quá đi. Wow, em đã biến thành một chiến binh robot mới rồi. Bây giờ em đã có thêm sức mạnh rồi đó. Hãy đi chiến đấu, đánh đuổi những cái tên khủng long đó ra khỏi thành phố đi. Dạ, em cảm ơn anh Đồ Hút. Bây giờ em sẽ đi ngay. Cứu với, có ai không cứu tụi mình với? Bây giờ ta ăn tên nào trước đây? Ta đói bụng quá rồi. Khủng long, hãy thả những người bạn của mình ra. Ây da, cái gì mà bắn ta đâu dữ vậy? Mau chạy thôi. Nè, các bạn có sao không? Ủa, bạn là ai mà cứu tụi mình vậy? Mình là Rocky nè, mình mới được anh Đồ Hút trang bị món vũ khí mới, nhìn mình ngầu không? Wow, nhìn bạn ngầu thiệt. Thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau sửa chữa lại những chiếc xe này rồi đi về nhà thôi nào. Các bạn ơi, video của mình tới đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha, mình đi sửa chữa xe đây.